còn ba cây bó quái ế ế là bạn gom lại bán lần luôn nè. Hôm nay mình bán menu mấy cây ế ế mình gom lại mình bán lần luôn, ba cây này bó quái mà nó già cây lắm, ế ế mình gom lại mình bán lần luôn bạn. Em nào mua được ủng hộ. Ba cây này mình bán một gom lại mình bán một lần để giảm giá luôn, 1,2 triệu bao ship nha bạn, tính ra khoảng 400.000 cây, chưa tới 400.000, 300 mấy, 1,2 triệu bao ship. Đóng thùng nhỏ nhỏ gửi cho bạn luôn. Ba cây 1,2 triệu bao ship nha, hành lý. Cái này già cây trồng 6 năm trời. Lô này trồng 6 năm. Vô kẽm uống 6 năm trời. Được cái gọng vậy. Tính ra bán có kinh tế nó không có. Ở tính ra mày nu vô kẽm kinh tế nó không có, nó không hiệu quả bằng trồng tràng đa nha các bạn. Linh sam đồ vô kẽm gì chứ nó lẻ lớn hơn, mày nu vô kẽm nó chậm lớn dữ lắm. Kinh tế nó không bằng cây linh sam. Nếu mà vô kẽm thì kinh tế nó chậm hơn. Menu nha bạn, thanh lý 3 cây.